Thưa với anh chị là một cái công nghệ mới đến á, nếu một người chưa dùng mình nhìn mình sao không biết. Mà cái việc, cái nhiệm vụ của tôi là làm sao phải chuyển giao được công nghệ này đến với anh chị. Anh chị biết sử dụng. Và tôi phải chia sẻ một cái câu chân tình như thế này. Nếu như anh chị nào đang nghiền sơn, mực in, mà anh chị dùng cái này xong á, thì chắc chắn anh chị sẽ có những cái thay đổi rất lớn trong sản xuất, là rất tiết kiệm. Và có những công nhân là người ta bỏ những cái máy cũ, người ta không xài nữa. Bởi vì cái này làm 1 tiếng xong, cái kia làm 10 tiếng xong, thì tự nhiên công nhân biết chọn lấy cái máy nào làm. Thì bây giờ ha, sau khi cái quá trình phân tán xong, tại trong ngành là phân tán xong, nghiền, bắt đầu tiến hành pha loãng và pha màu. Thì sau khi phân tán xong thì sẽ đưa cái thùng phân tán vô ngay chỗ này. Ok, please lift up the machine. Ông Nieman, Frank Nieman là chủ tịch của tập đoàn, ông sẽ hỗ trợ tôi về cái việc hướng dẫn cho các bạn sử dụng. Khi bạn nâng cái rổ lên, mục đích của cái việc này để làm gì? Để đưa được cái thùng sản phẩm vào. Ha. Khi mình đưa cái thùng sản phẩm vào, thì lúc đó là quay cái tay cầm. Bạn quay cái tay cầm để kẹp cái thùng lại. Thì khi kẹp cái thùng lại thì cái thùng nó đúng ngay tâm. Mà đúng ngay tâm thì máy nó mới chạy. Bởi vì hai cái sensor nó nằm hai bên này. Nếu không đúng tâm máy sẽ không chạy. Mà khi đúng tâm rồi thì mình mới hạ cái rổ này xuống. Mình hạ xuống để làm gì? Lúc đó cái quy trình nghiền bắt đầu nó diễn ra. Ha. Can you lower down the machine? Thì khi mình hạ xuống như vậy thì cái nắp nó sẽ đậy lên cái thùng. Vậy thì trong cái quá trình nghiền á, là sản phẩm nó không có bay ra, bụi không bay ra, mùi cũng không bay ra. Dẫn đến là gì? Là cái môi trường làm việc của mình gần như là nó sạch sẽ, nó không mùi, nó không bẩn. Và đó là một trong những cái yếu tố mà quý vị giữ được công nhân. Tại vì nếu như công nhân làm trong cái điều kiện mà nó quá dơ bẩn hoặc nó quá ô nhiễm, thì tự người công nhân nó sau một thời gian họ sẽ nghỉ việc. Đó là lý do tại sao trong các nhà máy sản xuất là hiện nay thiếu công nhân rất là nhiều. Họ vì một cái lý do gì đó thì họ phải làm thôi. Chứ còn nếu mà làm trong cái môi trường tốt thì ai cũng thích cả. Thì ở đây không chỉ là cái câu chuyện về tiết kiệm chi phí sản xuất, mà nó còn là điều kiện làm việc được sạch sẽ hơn, được an toàn hơn và bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng nhiều hơn. Đó. Thì khi bỏ xuống như vậy là bắt đầu nhấn nút ha. Nhấn nút đưa tăng tốc độ để cho máy nó chạy. Mà tốc độ chạy càng cao á thì nghiền càng nhanh. Vì sao vậy? Vì cái máy này nó có hai cái lớp vỏ. Chính vì hai lớp vỏ này làm cho cái nhiệt của cái sản phẩm nó thấp. Mà nhiệt của sản phẩm thấp thì mình chạy được tốc độ cao. Mà khi chạy được tốc độ cao thì hai viên bi nó va đập với nhau rất là mạnh. Mà chính vì cái sự va đập mạnh này nó tạo động năng lớn, dẫn đến là các cái hạt màu nó sẽ bung ra. Và nó bung ra ở thời gian rất là nhanh. Đó. Đó là cái yếu tố quan trọng để mà làm sao cái hạt màu nó được mịn. Đơn giản là gì? Nếu không có động năng, không có tương tác thì gần như không có cái sự va đập. Ok, could you please lift up the machine? Thì khi mà nâng hạ như thế này á, là xong một mẻ, mình sẽ nâng lên lại. Nhưng mà cái mấu chốt nó nằm ngay chỗ này nè. Cũng có một số cái doanh nghiệp khác, họ vẫn làm máy nghiền rổ. Và cái tên gọi là như nhau, đều là basket mill hết, là nghiền rổ. Nhưng công nghệ hoàn toàn khác nhau. Và đây là công nghệ mới nhất. Đây là công nghệ mới nhất tại thời điểm này. Và công nghệ hiện đại nhất để tiết kiệm chi phí nhất. Vì sao? Vì cái bộ đĩa đôi phía dưới nè. Khi mà máy nó quay, bộ đĩa đôi bắt đầu nó quay. Mà khi bộ đĩa đôi này quay, nó giống như chức năng của cái bơm vậy đó. Nó bơm hút toàn bộ sản phẩm ra và bắt đầu nó đảo lên. Đảo lên vùng nghiền. Vậy thì sao? Vậy thì trong một thời gian rất là ngắn, cái hạt màu nó đi liên tục. Nó qua cái rổ nghiền liên tục. Và khi cứ qua đây là bị bi nghiền nó va đập. Mà mỗi lần va đập thì kích thước hạt nó giảm. Mà mỗi lần giảm như vậy thì chúng ta có cái sản phẩm tốt hơn. Kích thước nhỏ hơn là chắc chắn có sản phẩm tốt hơn. Đó. Nhưng mà vì là nó qua liên tục nên thời gian nghiền rất là nhanh. Hiện nay tôi có thể cam kết đây là máy nghiền mà nghiền để đạt độ mịn nhanh nhất thế giới hiện nay. Và để ra được cái máy này thì ông chủ tịch này cũng mất khoảng chừng 50 mấy năm. Tức là từ đời cha chuyển qua đời con hết 50 mấy năm thì bắt đầu mới nghiên cứu ra được cái máy này. Thì cái nhiệm vụ của mình là gì? Những cái công nghệ nào mới nhất chúng ta nên cập nhật.
cập nhật ở đây để cạnh tranh mang tính toàn cầu, để mình hiểu được là ok, cái việc đó người ta làm rất là nhanh, tại sao mình làm quá chậm? Mà mình làm chậm là mọi thứ nó phát sinh, chi phí phát sinh, thời gian phát sinh, con người phát sinh, lỗi phát sinh. Mà cái điều đó mà không khắc phục là mình không cạnh tranh được. Đó. Trong cái trường hợp này anh chị thấy nè, để mà có thể chạy được tốc độ cao thì đòi hỏi nó phải có nước giải nhiệt, để giải nhiệt cái hệ thống khi mà nó nóng lên. Thì ngay chỗ này nó sẽ có một cái sensor ha. Nó giống như là một cái điểm để mà đo cái nhiệt độ. Nhiệt độ sản phẩm sẽ được báo lên cái màn điều khiển. Màn điều khiển sẽ cho mình biết là mình đang chạy ở tốc độ nào, và cho mình biết được là nhiệt độ như vậy là đã ổn chưa. Nếu mà nhiệt độ còn thấp, mình tăng tốc độ lên nữa. Ở đây có cái tốc độ, mình tăng lên. Tốc độ tăng lên càng cao thì thời gian nghiền càng nhanh. Hiệu quả nó nằm ở chỗ đó. Rồi, ok. Can you low down the machine a little bit? Thêm một cái tính năng nữa là các cái tính năng về an toàn. Các bạn thấy là ông Frank Nieman, ông vận hành là để hạ xuống là ông ấy phải dùng hai tay để hạ cái máy xuống. Tránh trường hợp là một tay ở đây và một tay để ngay chỗ này. Cái máy nó sẽ cấn vào cái tay và nó sẽ tổn thương cho người công nhân. Nên đối với những cái công nghệ của Đức là người ta rất quan trọng cái tính an toàn cho con người. Nó không chỉ vì tiền không, mà nó là an toàn và nó là môi trường. Ngay cả trên này cũng vậy. Khi mà bạn muốn xem sản phẩm, thì bạn dỡ cái nắp này lên để xem sản phẩm. Nhưng ở đây nó có cái lưới. Can you load out the machine, sir? Ở đây có một cái lưới. Là nếu như mà bạn mở tới cái lưới thứ hai, lúc này thì có thể đưa cái tay vô được. Mà khi bạn mở cái lưới thứ hai này là máy tự động nó tắt. Cái sensor này nó làm cho cái máy bị tắt. Tại sao vậy? Họ bảo vệ cái người sử dụng. Nếu mà tay mà họ bỏ vô tới trong này để họ lấy mẫu á, mà máy không tắt á, là rất là nguy hiểm cho công nhân. Nên vừa dỡ cái miếng lưới này ra là máy nó tắt liền. Cũng là an toàn cho người lao động. Vì sao? Vì ở Việt Nam một số doanh nghiệp là lựa chọn những cái lao động trình độ thấp và vừa phải để trả chi phí lương cho thấp. Nên họ không để ý đến cái việc an toàn. Không phải là họ muốn mà họ vô tình họ làm sai, dẫn đến là cái hậu quả nó rất là nghiêm trọng đến cái sức khỏe cũng như là đến cái tinh thần của họ. Đối với cái máy của Nieman này, đối với cái máy nghiền rổ này đó, nếu bạn vận hành không an toàn máy nó không chạy. Dùng một tay máy nó cũng không chạy. Đó, nó an toàn cho con người. Mà khi nâng cái máy lên rồi á, là có một cái miếng, nó gọi là cái tray á, cái miếng đỡ, để đỡ sản phẩm, để sản phẩm nó không có rớt xuống đất, nó không có lem. Miếng đỡ nó nằm bên này. Thì tại sao tôi chuyển giao cái công nghệ này về Việt Nam? Tại vì khi mà tôi đi đâu đó cũng khoảng được 40-50 nước rồi, thì nơi nào có công nghệ mới nhất tôi sẽ chuyển giao về. Không phải là Việt Nam làm không được, mà với cái điều kiện bây giờ là mình làm chưa được. Bởi vì công nghệ đúc của Việt Nam là nó chưa có ra, nó chưa có ra cái chất lượng. Thì cái sản phẩm nó mới lâu, nó mới bền được. Anh chị xài cái máy này, anh nghĩ đến cái câu chuyện là 10 năm, 20 năm. Còn những cái máy khác thì có thể là 1, 2 năm là anh chị đã phải thay đổi rồi. Mà trong vòng 10 năm chị thay đổi 10 lần, thì tốt nhất mua một cái máy này. Đầu tư ban đầu một lần, nhưng mà thu hồi là thu hồi mỗi ngày. Nó tiết kiệm cái chi phí cho anh chị mỗi ngày. Mà cứ mỗi ngày mà giảm được 80-85% thì gần như ngày nào chúng ta cũng có lợi nhuận nếu chúng ta bán cùng giá thành. Đó, cái vấn đề nó nằm chỗ đó. Mà công nghệ người ta nghiên cứu tới 50 năm rồi, mình chỉ việc bỏ tiền ra mình dùng thôi mà mình cũng không chịu dùng. Trừ trường hợp, dĩ nhiên là trừ trường hợp nếu như tài chính nó có cái hạn hẹp thì điều đó mình không tránh khỏi. Nhưng mà để mà nghĩ đến cái cuộc chơi mang tính toàn cầu thì anh chị phải nghĩ đến cái câu chuyện là sử dụng những cái thiết bị hiện đại nhất. Nếu không là chúng ta đi sau. Mà chúng ta đi sau thì nó sẽ có thiệt thòi cho chúng ta nhiều. Là chúng ta sẽ phải rất là vất vả. Nhưng rồi thị trường cũng sẽ mất từ từ, bởi vì cái giá thành nó quá cao. Thì cái nguyên lý nó là như vậy anh chị ha. Để mình thấy được là khi mà mình đầu tư một cái công nghệ mới, nó đem lại cho mình cái gì? Nó đem lại cho mình về an toàn. Nó đem lại cho mình về mặt tiết kiệm chi phí. Nó đem lại cho mình về mặt môi trường. Và nó đem lại cho mình về cái hiệu quả trong cái quá trình đầu tư nữa.
Tại vì chỉ cần sai ngay từ cái đầu tư thì tất cả những ngày còn lại nó là những ngày sai. Tại vì mình đã sử dụng một cái quyết định sai ngay từ đầu. Còn nếu chúng ta quyết định một cái quyết định đúng ngay từ đầu thì chúng ta sẽ giải quyết được tất cả những cái vấn đề sai của mỗi ngày. Thì hiện nay Hùng Vân có phối hợp với bên một số ngân hàng là nếu anh chị mua cái máy này, anh chị chỉ cần đặt cọc khoảng 30%, còn 70% còn lại là sẽ ký hợp tác giữa ngân hàng và công ty. Cái trường hợp này tôi nghĩ ra để giải quyết cho những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng họ muốn sử dụng cái công nghệ tốt. Thì giai đoạn đầu bỏ ra 30% và sau đó còn lại có thể trả trong vòng 3 năm hoặc 5 năm tùy. Đó. Đó cũng là một cái lưu ý để mình có cái nhu cầu thì mình vẫn tiếp cận được với những cái dòng công nghệ cao nhất. Còn các cái tính năng an toàn khác thì dĩ nhiên là nó hơi chi tiết, thì các anh kỹ sư của bên công ty sẽ đi chi tiết với các anh chị. Nhưng mà tôi chỉ nói với anh chị một điều là tiền nào của nấy, câu từ xưa giờ nó như vậy rồi. Nên không thể nào nói là cái này nó mắc, cái kia nó rẻ. Cái nào nó mắc, nó có cái giá trị của nó mắc. Cái nào nó rẻ, nó có cái để nó rẻ. Còn tất cả những so sánh đều khập khiễng. Tôi không so sánh cái này với cái kia, mà tôi chỉ nói đến cái hiệu quả khi sử dụng cái này và cái lợi ích đem lại được trong cái quá trình sử dụng. Cũng mong muốn trong tương lai là tất cả các cái doanh nghiệp ở Việt Nam và ở đâu đi chăng nữa cũng sử dụng được những cái công nghệ tốt nhất để tiết kiệm cái chi phí cho sản xuất, để cho anh em công nhân có cái điều kiện làm việc tốt hơn. Tại vì làm việc thì ngày nào cũng làm, và ngày nào mà cũng phải trả giá cho sức khỏe thì cái công việc đó nó khá là tội nghiệp. Thì nếu như một người chủ thật sự làm việc, kinh doanh, có tiền, có tâm, thì tôi nghĩ là nên tạo cái điều kiện làm việc cho anh em công nhân trong cái môi trường tốt nhất có thể. Bởi vì đó là không phải cái việc là cho riêng cá nhân người đó, mà cho luôn cả công ty mình, cho luôn cả cái môi trường sống của công nhân và cho luôn cả cái cuộc sống của họ. Tại vì nếu mà họ mà mệt mỏi thì ngày hôm sau họ làm việc không hiệu quả. Và cái không hiệu quả đó, nó chính là cái không hiệu quả của doanh nghiệp. Nên rất mong và cũng mong muốn là các anh chị sẽ tiếp cận được những công nghệ mới. Hiện nay tôi đi khoảng chừng hơn 40 nước. Thì cứ nước nào có công nghệ mới nhất là tôi sẽ chuyển giao về. Tôi chuyển giao về Việt Nam với cái mong muốn là Việt Nam phải sánh vai với tất cả các cái nước khác. Người ta có công nghệ mới nhất là mình cũng có công nghệ mới nhất. Như vậy thì bắt đầu mình mới phát triển được. Chứ còn bây giờ mà công nghệ thì cứ xài công nghệ cũ, và mong muốn thì mong muốn mọi thứ nó tốt đẹp, thì điều đó nó bị lệch, nó không có đúng. À, ai cũng có cái mong muốn tốt nhất, nhưng mà mong muốn nó phải bắt đầu từ ngay cái quyết định đầu tiên. Thì có một số câu hỏi hỏi là khi mà mua cái này thì được cái gì? Đầu tiên là bạn mua cái này là được cho bạn trước cái đó. Người nào đầu tư là được cho bạn. Chi phí mọi thứ như tôi đã nói vừa rồi. Cái thứ hai nữa là khi bạn mua một cái máy này thì chi phí bảo hành bảo trì nó rất là ít. Bởi vì phụ tùng phụ kiện nó gần như rất là ít. Nó gọi là free maintenance, tức là không cần bảo hành bảo trì nhiều. Công nhân có muốn dùng sai cũng không được, vì nó có các tính năng an toàn của nó rồi. Rồi, thì khi bạn chỉ cần mua, nếu như dòng tiền bạn ít, thì có thể trao đổi thêm với Hùng Vân để tính đến cái phương án là hỗ trợ vốn từ ngân hàng. Và bạn sẽ thanh toán lại theo các tháng hoặc theo các năm tùy bạn. Rồi, khi mua thì máy này sẽ được giao đến tận nhà máy của quý vị. Và kỹ sư của tôi có một cái anh kỹ sư năm nay là anh cũng làm với công ty được 11 năm rồi. Công ty mở 12 năm mà anh làm được 11 năm. Anh sẽ vận hành máy cho anh chị. Hướng dẫn vận hành, hướng dẫn bảo trì, hướng dẫn sử dụng để làm sao máy móc được chạy trong cái điều kiện tốt nhất. Và anh này là tôi cũng đưa đi nước ngoài đào tạo khá nhiều. Đào tạo ở châu Âu, châu Á, tức là các nhà máy họ đào tạo xong hết rồi. Anh làm rất là tốt. Còn về mặt dịch vụ thì cũng có cái đội dịch vụ tại Việt Nam, chứ mình không cần cái đội dịch vụ ở nước ngoài nữa. Thì khi sử dụng cái máy cần dịch vụ service after sale đó, thì bên Hùng Vân làm rất tốt về cái điều này. Rồi, thì trong quá trình mà sử dụng như vậy, nếu mà công nhân nghỉ mà cần thay đổi công nhân khác, bên tôi sẵn sàng đến để đào tạo lại cho công nhân đó để sử dụng. À, dĩ nhiên là máy móc sẽ được lắp đặt tại nhà máy của quý anh chị, hướng dẫn sử dụng trong điều kiện tốt nhất, giao hàng tại nhà máy. Còn toàn bộ những chi phí khác là công ty Hùng Vân đã lo.
từ Đức về tới Việt Nam. Thì cũng chia sẻ với anh chị là đây là cái đợt hội chợ tôi cảm thấy là thành công nhất. Lý do là gì? 8 năm qua hợp tác thì bây giờ tất cả những khách hàng lớn từ Bắc đến Nam đã sử dụng rồi. Nhưng năm nay có một cái may mắn, đó là những cái công ty vừa và nhỏ cũng bắt đầu sử dụng vì họ thấy được cái lợi ích đó rồi. Và tại hội chợ triển lãm này là công ty Hùng Vân ký với 4 đối tác và đặt 6 thiết bị. Kể cả một đối tác từ Campuchia qua, họ đặt khoảng 3 thiết bị nữa. À, tức là thị trường bây giờ xuất khẩu qua Campuchia, sắp tới sẽ là Thái Lan. Đó. Thì để thấy được một điều là doanh nghiệp lớn, người ta có tiền, người ta đầu tư là hiển nhiên rồi. Nhưng doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng bắt đầu nghĩ đến cái câu chuyện đầu tư những cái chất lượng cao, công nghệ cao. Vì nếu họ không đầu tư, chắc chắn họ sẽ vất vả trong cái quá trình kinh doanh. Cái điều đó là cái điều mà ai cũng sẽ phải thay đổi. Và cái may mắn là gì? Mọi người đã thấy được và đã hiểu được. Chứ trong cái giai đoạn đầu để chuyển giao công nghệ về là đối với chúng tôi là rất là khó khăn. Bởi vì một cái mới mà để cho người khác với cái tư duy cũ người ta chấp nhận á, rất là khó. Và một số anh chị hỏi là vậy, cái khó khăn như vậy thì mình làm như thế nào? Tôi xin thưa với anh chị là lúc đó khi mà thị trường chưa chấp nhận á, là tôi bỏ tiền ra tôi nhập cái máy về, xong giao cho khách hàng dùng thử trong vòng 4 tháng để họ so với các cái máy họ đang có sẵn trong nhà máy. Mà khi so xong rồi á, nếu trong vòng 4 tháng mà họ thấy ok, họ trả tiền. Còn không ok, tôi lấy lại máy, không lấy một đồng bạc nào hết. Nhưng mà tôi thử điều đó từ Bắc đến Nam. Trong cái hành trình 8 năm qua, thì khách hàng nào thử cũng lấy. Và cái giai đoạn thử đó bây giờ đã không còn. Bây giờ mọi người đặt hàng rất là nhiều. Hiện nay nhà máy đang full cái công suất để sản xuất. Các cái tập đoàn lớn, các công ty vừa và nhỏ đều bắt đầu biết những công nghệ mới. Thì đó là một cái điều may mắn cho doanh nghiệp, cho cá nhân công ty Hùng Vân, cho tập đoàn Niemann và cho cả luôn cái người sử dụng. Tại vì bây giờ là nó không phải là win-win nữa, mà nó là triple win. Nhà cung cấp chiến thắng, công ty thương mại chiến thắng và nhà sản xuất cũng chiến thắng. Nhưng mà sắp tới nữa tôi nghĩ là khách hàng cũng sẽ là người chiến thắng. Tại vì họ sử dụng được cái sản phẩm tốt hơn với cái giá rẻ hơn, thì đó cũng là một cái lợi ích của cái người tiêu dùng. Who already use our machine, yeah, and they are happy with that. And today they come back to the exhibition to sign more contract. Thank for their trust and thank for their understanding about the machine and technology. Yeah, and the machine is not money. Machine is technology. Thanks so much for all of my client in all of over Vietnam. Thanks so much. Thank you. Thank you for your trust. Thank for going together. All right. Thank you.